Liệu bao nhiêu cặp vợ chồng vẫn giữ được, vẫn duy trì được cái sự lãng mạn này? Thậm chí là có nhiều vợ chồng còn nghĩ rằng là đã lấy nhau rồi mà vẫn còn lãng mạn là cái điều không cần thiết, hoặc là làm cái chuyện đó thì rất là khó coi. Vậy thì liệu các cặp vợ chồng có nên duy trì sự lãng mạn sau hôn nhân hay không? Đó chính là chủ đề của buổi nói chuyện ngày hôm nay. Và trước tiên thì Cát Tường xin mời quý vị chúng ta hãy cùng nhau xem một đoạn clip ngắn. Trong đời sống hôn nhân của nhiều cặp vợ chồng hiện nay, việc duy trì những cảm xúc lãng mạn như ngày đầu mới yêu thường gặp không ít trở ngại. Phần lớn nguyên nhân đều xuất phát từ việc một trong hai người, hoặc vợ hoặc chồng đã ít nhiều bị chi phối bởi những lo toan trong cuộc sống thường nhật, nên cảm xúc cũng theo đó mà trở nên khô khan. Ngoài ra, các cặp vợ chồng cũng thường cho rằng khi đã kết hôn thì tình cảm của đôi bên đã gắn chặt, không cần thiết phải thể hiện ra bên ngoài. Thế nên những cử chỉ lãng mạn cũng có phần làm họ e ngại, mất đi sự tự nhiên hàng ngày. Bên cạnh đó, thực hiện một vài hành động lãng mạn cũng sẽ bị cho là lãng phí, thiếu thực tế. Vì có khi tùy theo điều kiện kinh tế của mỗi gia đình, những việc làm lãng mạn tạo sự bất ngờ cho đôi bên cũng gây tốn kém không ít. Chưa kể, theo nếp sống và cách thể hiện tình cảm kín đáo của người Á Đông lâu nay, bày tỏ tình cảm một cách lãng mạn dễ bị hiểu sai lệch. Đôi khi còn bị suy diễn ra nhiều tình huống oái oăm khác, khiến cho hành động lãng mạn bị phản tác dụng. Thế nên trong hôn nhân có cần thiết phải giữ sự lãng mạn không? Vì liệu rằng điều này sẽ giúp ích gì cho đời sống tình cảm của đôi vợ chồng, hay chỉ khiến cho mối quan hệ của họ thêm phần rối rắm và tốn kém? Hay có phải chăng nên hiểu việc duy trì lãng mạn trong hôn nhân như thế nào cho đúng, và thực hiện như thế nào để có được hiệu quả như mong muốn? Lãng mạn là như thế nào? Lãng mạn là làm những cái chuyện mà hai đứa đang yêu nhau làm mà thường cái người bình thường người ta không có dám làm. Thì cái chuyện đó cũng có thể được coi là biểu hiện của cái sự lãng mạn. Luân định nghĩa như thế nào gọi là lãng mạn? Theo Luân thì lãng mạn là mình phải để cái cảm xúc chi phối, mình tiếp xúc đối phương mình phải để cái từ cái con tim mình nó mách bảo mình làm cái gì thì mình mới lãng mạn được. Theo Phương thì lãng mạn là có gì đó một chút bất ngờ, mang đến một cái niềm vui cho đối phương, thể hiện cái tình cảm của mình đối với đối phương để khiến cho đối phương cảm thấy là hạnh phúc. Anh Doanh thì anh định nghĩa như thế nào là lãng mạn? Lãng mạn thì theo nghĩ tức là có những cái hành động, những cái việc làm, những cái cử chỉ mà nó có thể nói là nó không thực tế một chút. Không thực tế. Dạ. Thế còn chị Hiền? Theo em thì lãng mạn tức là mình sẽ mang đến niềm vui và sự bất ngờ cho đối phương, dù những niềm vui nho nhỏ thôi, nhưng mà khi mà mình làm cho đối phương thấy cảm thấy hạnh phúc, như vậy là em nghĩ đó là sự lãng mạn. Vâng. Hai vợ chồng anh chị thì mình lấy nhau lâu chưa vậy chị anh chị? Dạ, tụi em là cưới nhau được 5 năm rồi ạ. 5 năm, và dạ. Trước đó thì mình quen nhau bao lâu thì mình lấy nhau? Dạ, tụi em quen được 2 năm ạ. Cái năm đấy là vào ngày 14 tháng 2, dạ. Là cái ngày mà anh tỏ tình với em á. Thì là anh có làm cho em một bó hoa hình trái tim. Anh đến anh tặng em, anh nói là anh và em sẽ bên nhau trọn đời nhé. Thì em thấy khi đó em rất là xúc động và cảm thấy rất là hạnh phúc. Anh chị nghĩ sao? Nhưng mà khi hiện nay đó thì có rất nhiều ông chồng bà vợ khi mà mình lấy nhau xong rồi thì mình quên luôn, không còn nhớ kỷ niệm ngày cưới hay là sinh nhật hay là những cái ngày gì đó quan trọng để mà tặng hoa tặng quà để lãng mạn cho nhau nữa, thì anh chị nghĩ thế nào về điều này? Thực tế thì cuộc sống vợ chồng em cũng vậy thôi. Trước khi hôn nhân á thì vợ chồng em là khi đã đang là người yêu với nhau á thì có những hành động, nhiều hành động lãng mạn hơn bây giờ. Còn bây giờ thì em thực tế thì có đấy nhưng mà rất là ít. Bởi vì bây giờ bị chi phối rất là nhiều. Như tụi em là sinh đã 2 em bé rồi, phải dành thời gian nhiều cho bé. Và thứ hai nữa là phải lo cơm áo gạo tiền nữa. Cho nên là bây giờ thực tế mà nói thì tụi em cũng lãng mạn vậy đó, nhưng mà rất là hiếm hoi thôi. Hiếm hoi, nhưng chứ... mà bây giờ chị nghĩ là bây giờ nếu mà chồng chị đưa về về mà mua ngày lễ gì đó, mua quà cho chị với lại về đưa tiền cho chị thì chị thích cái nào hơn? Dạ em vẫn thích là mua quà cho em. Nhưng mà bây giờ nhiều người chồng không có hay gì, hồi đó yêu nhau là mua bó hoa hình trái tim, giờ mua bó hoa cũng cả 100.000, mua chi bây giờ gom gom tiền tới ngày lễ gì đó tặng tiền vợ một số tiền là vợ cũng vui rồi. Nhiều khi mình phải tính toán, bởi vì sao? Mình bỏ tiền mình mua một cái bó hoa như thế với cái số tiền có thể 100, 200,
thì thực ra thì nó cũng không có nhiều lắm, nhưng mà mình có thể mình dành cái số tiền đó mình có thể mua được những cái thứ khác để dành cho con mình. Đấy. Đó, thì thành ra cái sự lãng mạn bớt nó đi. Bị thu chột bớt đi. Rõ ràng là sau khi kết hôn là có bớt, đúng không? Dạ, anh? Đúng có rồi. Bớt đi rất là rõ ràng, rất là nhiều. À, dĩ nhiên thì trước khi cưới thì lãng mạn sẽ nhiều hơn vì nó có nhiều cái trắc trở hơn. À, khi sau khi cưới rồi thì giống như là cái nhà mình đã vượt được cái rào rồi, thì mình làm chủ được nó thì mọi chuyện nó sẽ dễ dàng hơn. Trước đây khi mà còn là yêu nhau đó thì ông xã Phương có một lần lãng mạn mà đem đến cho mình một cái cảm xúc dâng trào mà đến bây giờ mình vẫn nhớ mãi. Nó không phải là những cái đơn thuần như là anh yêu em nhiều lắm hay là một món quà giá trị gì, mà tự nhiên buổi tối trời mưa cái đến đứng ở dưới nhà, cái gọi điện thoại xuống, trên tay cầm có mỗi cái một bông hoa duy nhất thôi, cái tặng xong rồi mưa lớp vớ ướt trên mặt, như thế nhìn nhau ngắm nhau cá xong rồi đi về, một cái hình ảnh đó tự nhiên nó động lại trong lòng mình thấy nó đẹp vô cùng, nó lãng mạn vô cùng, và mình nhớ hoài cho đến khi mà sau khi đã trở thành vợ chồng rồi. Và sau vợ chồng thì chính Phương có lẽ là phụ nữ thường hay tính toán chi li kỹ lưỡng, nên nói là đã là vợ chồng thì bước lại những cái lãng mạn đó đi, mình tiết kiệm để mình còn sau này, còn cho cuộc sống sau này rồi cho con cái nữa. Xong rồi ông xã đấy, em nói nha, em hứa nha, trời mừng quá. Tự nhiên của mình cũng hơi hụt hẫng lúc đó. Tôi lắng nghe tâm sự của các bạn thì tôi rất là trân trọng. Mà cái điều mà tôi thấy ở đây đó, nó có những cái yếu tố mà sau hôn nhân thường có những cái giảm sút cái sự lãng mạn. Tôi nói ví dụ như thế này, có nhiều bạn bảo cô ơi, hồi xưa đó bọn em chưa lấy nhau rồi lấy nhau về rồi còn son đó, là hai vợ chồng hay trao cho nhau những nụ hôn nồng nàn lắm cô. Bây giờ đó thì anh ít khi nào anh hôn em đó. Trong cái đời sống gia đình đó thì rất cần những nụ hôn. Cái nụ hôn của chuyện gối chăn nó khác, nhưng nụ hôn trao gửi cái tình yêu, sự tin cậy đó nó khác. Mình có thể nghĩ rằng lãng mạn nó là một cái sự thi vị của cuộc sống. Khi nói cái chữ thi vị có nghĩa là mình thiên về cảm xúc. Và vì vậy cho nên cái gì mà nó xuất phát từ trái tim của mình, từ cái tình yêu của mình dành cho vợ chồng, thì nó mới đem lại cái cảm xúc thật. Còn nếu như mà một cô vợ quy định rằng để cho lãng mạn trong hôn nhân thì một ngày anh phải nhắn tin 10 lần là anh yêu em, thế thì lúc đó đâu còn đó là công thức rồi, không còn là lãng mạn nữa. Nguyên nhân vì đâu cái điều đó nó sẽ giảm, hoặc thậm chí có nhiều cặp là mất tiêu luôn, thì nguyên nhân từ đâu? Em nhớ đến có một cái anh bạn trong cơ quan, anh nói như thế này về cái sự lãng mạn mà mình nghe mình đau lòng vô cùng. Anh nói lãng mạn như cái miếng mồi vậy đó, khi mà muốn cua của nàng đó lúc mà còn là yêu nhau thì giống như đi câu cá, phải bỏ mồi xuống, và khi câu được con cá lên rồi đâu ai nhét mồi trong miệng con cá nữa. Anh nói như thế đó, anh nói đùa vui với lại mấy cái anh trong cơ quan đồng nghiệp cái thôi. Đùa rất là đau lòng, nhưng mà mình nghe mình cảm thấy đau lòng. Tình yêu mới đầu nó mặn nồng nhưng mà từ từ thì nó sẽ nguội đi. Hai vợ chồng khi mà cưới nhau rồi thì đúng là cái lãng mạn nó có thưa đi so với cái hồi mới quen. Có khi nào trong nhà với những người thân, hoặc là đi ra đường hai vợ chồng đi shopping, đi chợ, đi diễn chung mà nắm tay nhau, hay là hôn nhau ở ngoài đường, hay là nơi những nơi công cộng đông người, hay là những có người thân trong gia đình không? Có khi nào mình thể hiện sự yêu thương cái gì không? Nắm tay nhau thì có, còn hôn nhau thì nơi công cộng cũng tiết chế lắm. Sao vậy? Sao vậy Luân? Cái chuyện đó là chuyện ở nhà, không cần phải đem không mà tại sao hôn nhau rất thể hiện tình cảm nhau, nụ hôn rất là đẹp. Chẳng lẽ đang đi ngoài đường đang trào dâng cái cảm xúc thấy vợ mình đáng yêu quá, một cái nhìn thoáng qua thế này thì phải ôm hôn cái chứ, đợi đến về đến nhà vô phòng mới hôn à? Tại sao phải kiềm chế cái điều đó? Đó cũng là một cái sự thể hiện sự lãng mạn của mình đó chứ. Có thể do Luân thì cái tính Luân thì trầm, cho nên Luân thường thì vợ Luân hung Luân nhiều hơn. Không, chị Tường biết sao không, nếu mà ảnh hung em hoài á, nhiều khi em bị nhàm á, mà lâu lâu anh hôn cái nó đáng cái mà có hôn không? Ở ngoài đường có hôn không? Ngoài đường thì hầu như hai vợ chồng là không dám, tại vì cái thứ nhất là cũng là hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật mà như vậy thì cũng hơi kỳ một tí. Thế anh chị có khi nào đi ngoài đường nắm tay nhau, hay là có khi nào anh hôn chị hôn anh ngoài đường chưa? Cái chuyện mà hôn nhau ngoài đường thì cái đó chắc là không có. Không có hả? Bởi vì thực tế ra em thì làm giáo viên,
mà nhiều khi cái thể hiện ra ngoài xã hội như thế, cái hình ảnh nó không đẹp. Ví dụ như phụ huynh nhìn thấy hay là học sinh bất chợt nhìn thấy thì sẽ nghĩ thế nào về thầy. Đó, thành ra cái em cũng suy nghĩ cái chuyện này cũng nhiều chứ, là mình không có thể hiện ra ngoài. Riêng cái này có một cái hình ảnh như vậy mà có thật 100% luôn, là hồi xưa là có một cái người bạn của mình chở mình đi mà chịu hết nổi, coi chuyện xe anh đi giải quyết, là đi vô kiếm một cái góc đứng bên đường, mà tại sao hung nhau đẹp như vậy, lãng mạn như vậy mà lại không dám. Ở Việt Nam của chúng ta mà thể hiện quá, nhất là đến những chỗ đông người mà nơi có trẻ nhỏ nè, hoặc người lớn tuổi, thì người ta sẽ cảm thấy không hài lòng, khiến mình không có dám thể hiện những cái tình cảm. Hai vợ chồng Phương nhớ lại là cũng có đó, nhưng mà khi nào mà trong thang máy không có ai hết. Theo như anh Doanh nghĩ thì ngoài những cái chuyện mà anh nói là tốn tiền bạc và kinh tế, thì anh nghĩ còn cái lý do gì nữa khiến cho cái sự lãng mạn của chúng ta sau khi hôn nhân nó giảm sút đi? Cái nguyên nhân lớn nhất là khi mà con cái ra đời thì nó bị chi phối rất nhiều về thời gian. Đó là cái lý do thứ nhất. Cái lý do nữa đó là giữa người vợ với người chồng khi mà đang yêu nhau thì rất là chỉnh chu về cái hình thức. Nhưng mà khi mà đã lấy nhau rồi, về với nhau rồi, thì lúc đó thì không còn quan tâm nhiều đến cái chuyện đó nữa. Nhiều khi ăn mặc xề xòa, rồi ở trong gia đình cái sắp xếp đồ đạc nó cũng bê bối. Có khi nào bản thân của Phương trải qua cái điều này, hoặc là mình suy nghĩ thử cái hình ảnh nhiều khi mình đi, mình đang còn trong người, mình đang dâng trào cảm xúc, như thấy chồng mình ở nhà đó, rồi cái vì ở chung nó lên xề xòa, bận với áo thun ba lỗ mà nó hơi rách rách, hay là màu nó đã ngã sang một cái màu nó không có được gọi là như ý mình muốn, mình giảm đi cái sự lãng mạn trong người mình, thì Phương có khi nào bị rơi vô cái tình trạng đó chưa, hay là nghĩ như thế nào về cái điều đó? Về cái tính cách của anh luôn á, thì ảnh thích xề xòa hơn. Có thể đi hát ảnh rất là chỉnh chu, nhưng mà bình thường mà đi chơi này nè, là ảnh thích mang dép lê, dép lào, rồi mặc quần jean mà rách tư, mà nhiều khi cái rách đó là rách thật chứ không phải là rách kiểu nha. Rách kiểu là khác, rách thật, ảnh thích như vậy. Có khi nào bạn đứng gần chồng mình cái mình nghe một cái mùi hương nó không có được thoang thoảng, mà ví dụ như là làm biếng rồi tới giờ lo làm gì đó, tới giờ đi diễn không tắm, hoặc là đó cái kiểu như mặc bộ đồ 2 ngày rồi không thay, rồi có khi nào có những tình huống đó chưa? Quen rồi thì cái mùi đó người ta nghĩ là không thơm, chứ nếu là vợ chồng với nhau quen mùi thì lại thấy nó thơm, vắng lại ghiền. Nhưng mà vậy là có những lúc nó có mùi đúng không? Cũng có ý kiến, nhưng mà sau đó rồi cũng đâu vào đấy. Giang sơn dễ đổi, bản tính có dời nên thôi mình hãy chấp thua. Nhận cái là bây giờ đã quen với lũ rồi. Đã quen với lũ. Rất là nhiều nguyên nhân. Cô ơi, cô còn có cái nguyên nhân nào nữa không cô, về cái việc mà tại sao mà sau khi kết hôn xong thì lại là không lãng mạn nữa? Nó có nhiều cái nguyên nhân lắm. Một là có thể giống như các bạn đã chia sẻ đó, là cái sự ra đời của những đứa con, rồi kinh tế khó khăn, rồi có những cái tác động từ bên ngoài, ví dụ áp lực trong công việc đó. Mình tính toán cơm áo gạo tiền, nhưng còn cái áp lực công việc của mình, sự thăng tiến và rất nhiều cái lý do khách quan khác nó tác động tới mình. Ví dụ như là môi trường sống trong gia đình quá đông đi, hai vợ chồng không có chỗ riêng tư, thì ngay cả cái chuyện cần thiết nhất mà không thiếu được trong đời sống hôn nhân, đó là quan hệ gối chăn, còn có khi lại còn không có nơi để mà thể hiện được cái hạnh phúc của vợ chồng nữa, chứ đừng nói là bày tỏ cái sự lãng mạn. Rồi một cái chủ quan nữa, đó là có khi người ta cũng chẳng còn yêu nhau nữa, và người ta cũng cảm thấy cũng chẳng cần thiết gì để mà duy trì cái lãng mạn sau hôn nhân, bởi vì vợ chồng mà cũ như vợ chồng cho nên chả cần nữa. Và đó chính là những cái nguyên nhân mà nó làm cho người ta giảm sút cái sự đầu tư, cái sự suy nghĩ về cái người bạn đời của mình. Chị có để ý tới những cái chuyện trong phòng ngủ của mình, chuyện chăn gối của hai vợ chồng, chị có nghĩ là phải tạo ra những cái yếu tố lãng mạn để cái chuyện đó nó sẽ hấp dẫn hơn không? Dạ, thực ra thì trong thực tế thì điều đấy em cũng nghĩ đến, tức là hai vợ chồng mà muốn cuốn hút nhau thì cũng phải chỉnh chu về hình thức cũng như bề ngoài. Nhưng mà khi mà vào thực tế cuộc sống mới biết, như nhà em hai con nhỏ, ấy khi lo cho con uống sữa, lo cho con đi ngủ, dù con ngủ là mệt rồi, hai vợ chồng là lăn ra ngủ vậy. Từ nãy giờ tại sao mình lại hỏi cái sự lãng mạn trong phòng the, là có một cái lá thư của một khán giả gửi đến chương trình, mà cái tình trạng của bạn nó hiện nay nó cũng đang rất là căng thẳng và rất là nguy kịch đây, cần mình có thể hỗ trợ giùm. Tôi năm nay 30 tuổi, đã lập gia đình. Tôi là một mẫu phụ nữ rất là tôn thờ sự thủy chung, rất mực yêu chồng và sống vì gia đình, nhưng mà không ngờ bây giờ tôi lại đang
ngoại tình. Thật ra thì mấy năm nay tôi yêu chồng hết mực, chăm sóc chồng chu đáo nhưng mà chẳng nhận lại được gì. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được một cảm giác hụt hẫng này. Có chồng mà cũng như không, sống với chồng mà như kiểu sống bên cái bóng. Tôi cảm giác chồng không thiết tha gì tôi, lúc nào cũng chỉ nhậu nhẹt ăn uống. Về thì cứ khư khư cái máy tính, cái tivi rồi vắt chân lên ghế, chẳng thèm đói hoài gì tới tôi. Nói ra thì người khác cười cho, chứ chuyện chăn gối vợ chồng cũng nhạt nhẽo vô cùng. Đàn bà ai chẳng mong được chồng yêu, chồng chiều, nhưng chồng tôi không chiều. Có yêu hay không cũng không bao giờ nói, cứng như một khúc gỗ. Lấy nhau các ngày lễ quên hết lãng mạn, quên hết tình cảm, không tặng quà tặng hoa bao giờ. Tôi quá thiếu thốn tình cảm. Chính vì vậy khi người yêu cũ chủ động đeo đuổi và ngỏ lời, tôi đã động lòng. Những món quà nhỏ và những hành động quan tâm tình cảm của anh làm tôi thấy mình được yêu và hạnh phúc. Thì rõ ràng mình thấy cái sự lãng mạn trong cái cuộc sống gia đình sau hôn nhân cũng rất 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 là quan trọng. Chị Cát Tường kể về câu chuyện làm em lại nhớ đến câu chuyện của một người chị bạn của em. Chồng chị khô khan lắm, không bao giờ mà nói lời yêu thương với chị, cũng như ngày lễ, ngày sinh nhật của chị cũng không bao giờ nhớ tặng hoa tặng quà gì hết. Và như vậy làm cho chị rất là buồn. Xong đấy thì chị đấy với tìm đến một lớp nhảy, và chị mới quen một anh, và anh này đã đem đến sự lãng mạn đấy cho chị. Thì chị nói là ý chị chán chồng lắm rồi, vì chồng không bao giờ tâm lý được những điều như vậy, mà những thứ mà chị đang khao khát thì anh kia lại mang đến cho chị. Đây cũng là một trường hợp cụ thể. Cuối cùng là vợ chồng này không còn hạnh phúc nữa. Những người vợ trẻ thì đôi khi chưa có cái kỹ năng để mà tổ chức cái cuộc sống gia đình, cho nên lúc nào người ta cũng bối rối, lúc nào cũng bận rộn, có 24 tiếng đồng hồ, lúc nào cũng ông bà mình nói gái một con thì sao, gái hai con sao. Trong trường hợp này, những người vợ, những người phụ nữ hiện đại mà chưa có chuẩn bị cái kỹ năng cho mình khi đi làm vợ làm mẹ đó, thì dễ bị rơi vào cái tình trạng như vậy, như là các bạn vừa mô tả. Tức là nó làm mất cái cảm xúc của mình đối với cái người bạn đời của mình. Đôi khi chúng ta lại có những cái chủ quan thế này. Ví dụ người phụ nữ Việt Nam mình đáng yêu lắm, tiết kiệm lắm, cho nên nhà mà chén đĩa bát nhưng mà xấu xấu thì mình dọn ra cho chồng ăn. Còn cái gì đẹp đẹp tốt tốt thì nào khách tới mình đem ra mình mời. Cái điều đó thì dễ hiểu và thông cảm được. Nhưng mà lại còn tiết kiệm tới mức độ là cái đồ nào đẹp nhất thì đi ra ngoài đường, mà đồ nào xấu xấu cũ cũ thì mặc ở trong nhà. Mà cái đồ nào mà nó tơi tả chút nữa đó thì mặc vào ban đêm. Thì xin hỏi các bạn là yếu tố lãng mạn nó đi đâu mất rồi? Bản thân của chị có khi nào chị cảm thấy tủi thân, cảm thấy hụt hẫng, thấy buồn khi mà chồng chị sau khi đã kết hôn rồi thì giảm cái sự lãng mạn đối với chị không? Dạ bây giờ thì em thấy chồng em á, nhiều khi em cũng tủi thân, bởi vậy chồng em rất là khiêm tốn khi nói lời anh yêu em. Mà ngày xưa là khi yêu nhau là anh hay nói, hay nhắn tin. Và bây giờ như ngày lễ, ngày sinh nhật thì vui, hoặc là nhớ thì anh tặng quà, tặng hoa. Mà không có thì anh quên là thôi quên luôn. Nên nhiều khi những cái ngày đó em rất mong chờ, chẳng cần hoa chồng quà cũng được, nhưng mà cần một lời chúc mừng đi. Nhưng mà nhiều khi không thấy là em thấy rất là hụt hẫng. Khi đấy thì em cảm thấy rất là chạnh lòng, tủi thân. Mà tự hỏi là liệu chồng mình có còn yêu mình nữa hay không. Sao vậy anh? Anh Doanh, anh cũng lãng mạn lắm mà. Anh mua hoa rồi anh cầu hôn vợ ngay lễ tình nhân, mà tại sao anh lại quên những cái ngày quan trọng của vợ? Tại vì cái công việc của mình, rồi trong gia đình thì con cái như thế, nhiều lúc nó, mình bị chi phối nó nhiều quá. Công việc thì nó áp lực, với lại tùy theo cái cảm xúc của mình á. Lúc đó mình không vui thì chắc mình sẽ quên những cái thứ khác. Đó cũng là một cái lý do để biện minh cho cái việc đó. Thực ra là còn rất là nhiều cái hậu quả nữa, giống như những cái tình huống này, giống như tình huống chị vừa chia sẻ.